Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Hội đồng Hương báo chí Văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Dự gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Những năm qua, các hội viên Hội đồng Hương báo chí Văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. Ngoài gặp mặt thường niên, hội còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nghĩa tình hướng về quê hương để tuyên truyền cổ vũ các thành tựu phát triển kinh tế xã hội thông qua các tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã thông tin khái quát về kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các hội viên trên cương vị công tác lĩnh vực hoạt động báo chí văn học nghệ thuật của mình tiếp tục có những cống hiến, có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí để cổ vũ, quảng bá, động viên Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Huyện Khoái Châu có 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sáp nhập giai đoạn 2023-2025. Hiện, cấp ủy, chính quyền các địa phương đang tập trung làm tốt công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng nhân dân. Theo kế hoạch, các xã thuộc diện sáp nhập của huyện Khoái Châu gồm Dạ Trạch, Đồng Tiến, Đại Hưng, Nhuế Dương, Chí Tân và Bình Kiều. Chính quyền các địa phương hiện đang chủ động tích cực tuyên truyền đến người dân, giải thích quy định chủ trương của nhà nước một cách đầy đủ chính xác. Các địa phương cũng niêm yết danh sách lấy ý kiến cử tri nhân dân về tên gọi đơn vị hành chính mới khi sáp nhập. Cùng với đó, công tác quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở mới đang được lên kế hoạch triển khai xây dựng trên cơ sở quy mô dân số, phòng ban làm việc. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, huyện Ân Thi tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vướng mắc tồn đọng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Năm 2023, huyện Ân Thi đã triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 41 công trình dự án. Tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là 282,16 ha với hơn 3.500 hộ gia đình cá nhân có diện tích bị thu hồi. Trong đó có 27 công trình dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án được nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng. Năm 2024, huyện Ân Thi đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án còn lại, trong đó tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vướng mắc tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các dự án tái định cư, khu vực di chuyển mồ mả để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đặc biệt là tại những dự án trọng điểm của tỉnh như khu công nghiệp số 3, cụm công nghiệp Quảng Lãng Đặng Lễ, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân, đường Tân Phúc Võng Phan, đường 376B. Liên quan đến vụ tàu Chukon Fiden bị tập kích, theo thông tin từ gia đình máy trưởng Phạm Văn Thành, dự kiến các thuyền viên Việt Nam sẽ về nước ngày 13 tháng 3 tới. Thông báo với gia đình chiều qua ngày 9 tháng 3, anh Thành cho biết đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán và cơ quan hữu quan, các thuyền viên sẽ được trao hộ chiếu mới trong hôm nay 10 tháng 3 và dự kiến bay về Việt Nam vào ngày 13 tháng 3. Nước sở tại cũng đã làm giấy chứng tử cho anh Kiên. Các bên liên quan đang làm thủ tục để sớm đưa thi thể anh về với gia đình. Tàu Chukon Fiden thuộc sở hữu của công ty hàng hải Liberia Chukon Fiden Shipping do một công ty của Hy Lạp vận hành. Trên tàu có 20 thuyền viên, trong đó có 4 người Việt Nam. Ngày 6 tháng 3, tàu bị trúng tên lửa khi chở hàng từ Trung Quốc đến Ả Rập Xê Út, cách cảng Aden, Yemen hơn 90 km, khiến 3 thuyền viên tử vong, trong đó có 1 người Việt Nam. Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh, năm học 2024-2025, đơn vị này sẽ giảm giá sách giáo khoa của lớp 1 đến lớp 12. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa công bố giá sách, song dự kiến mức giảm khoảng từ 10 đến 24%. Các bộ sách theo chương trình mới hiện có giá khoảng 230 đến 390 nghìn đồng, thường chưa kèm sách tiếng Anh. Theo luật giá sửa đổi, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, sách giáo khoa sẽ do nhà nước định giá. Tại phiên giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông hồi tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã đề nghị các cơ quan liên quan ban hành phương pháp định giá sách giáo khoa, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí trung gian, nghiên cứu giảm tỷ lệ chiết khấu đến mức hợp lý để giảm giá sách giáo khoa.
Theo quy hoạch quan trắc môi trường quốc gia vừa được chính phủ ban hành, từ nay đến năm 2030, các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động liên tục sẽ được phủ ở 63 tỉnh, thành phố, có 6 trạm nền đại diện cho 6 vùng kinh tế. Cụ thể, từ nay đến năm 2030 sẽ duy trì 19 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động liên tục đã được vận hành, hoàn thành đầu tư, lắp đặt 18 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động liên tục, kế thừa từ quy hoạch trước. Tiếp tục đầu tư bổ sung mới để hoàn thiện 31 trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục trên cả nước. Ngoài ra, sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường không khí định kỳ trên cả nước, đặc biệt sẽ bước đầu thiết lập mạng lưới quan trắc thủy ngân tự động trong không khí. Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng ở Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng. Thưa quý vị, hang Sơn Đòn thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình vừa được tạp chí chuyên về du lịch nổi tiếng Time Out của Vương quốc Anh bình chọn nằm trong số 10 hang động đẹp nhất thế giới. Hang Sơn Đòn được tạp chí Time Out miêu tả nằm ở vùng rừng núi tỉnh Quảng Bình. Vực thẳm khổng lồ này có mặt cắt ngang lớn nhất so với bất kỳ hang động nào được biết đến trên hành tinh. Một khu vực rộng lớn đến mức khó diễn tả với những măng đá đổ sộ. Người ta cho rằng một chiếc Boeing 747 có thể bay qua mà không làm hỏng cánh. Từ năm 2009, hang Sơn Đòn đã được nhóm thám hiểm cùng với tạp chí National Geographic công bố là hang động đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới. Năm 2013, hang Sơn Đòn được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với tổng chiều dài gần 9 km, vòm hang động lớn có thể tích lên đến 38,5 triệu mét khối. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tại Olympic Paris 2024 tới đây, nước chủ nhà Pháp sẽ sử dụng công nghệ giám sát video dựa trên trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện các sự việc bất thường hoặc khả nghi. Việc thử nghiệm công nghệ này đã được ban tổ chức tiến hành trong thời gian qua. Bốn công ty gồm Vitex, Orange Business, Trapvision và Wintex đã phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo AI sử dụng thuật toán để phân tích các hình ảnh video đến từ các hệ thống giám sát video hiện có nhằm giúp xác định các mối đe dọa tiềm ẩn tại nơi công cộng. Các thuật toán được huấn luyện để phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc hành vi khả nghi của con người để gửi đi cảnh báo tức thời. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 hy vọng việc ứng dụng công nghệ giám sát bằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Ngày 7 tháng 3, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã bày tỏ lo ngại khi số đơn nộp xin cấp bằng sáng chế trên thế giới đã giảm gần 2% vào năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong 14 năm con số này giảm do tình hình kinh tế khó khăn. Theo báo cáo hàng năm của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới VIVO, năm 2023 ghi nhận tổng cộng 272.600 đơn nộp xin cấp bằng sáng chế, giảm 1,8% so với năm 2022. Xét về số đơn, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với gần 70.000 đơn nộp vào năm ngoái, song cũng giảm 0,6% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận con số này giảm kể từ năm 2002. Xếp ở những vị trí tiếp theo là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. WIPO cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm trên là do những bất ổn kinh tế, đặc biệt là lãi suất cao hơn, và điều này có phần đáng lo ngại. Các mảnh vi nhựa bám trên thành động mạch trong cơ thể người có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Đây là kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y học New England mới đây. Trong số 304 bệnh nhân trải qua thủ thuật làm sạch động mạch cảnh, 58% được phát hiện có các mảnh vi nhựa và nhựa nano có mép răng cưa trong mảng bám bên trong mạch máu. Qua nghiên cứu độ tuổi, giới tính, chỉ số khối cơ thể và tình trạng sức khỏe, như bệnh tiểu đường hay cholesterol bất thường. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những bệnh nhân có các mảnh vi nhựa trong máu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn gấp 5 lần so với những bệnh nhân khác. Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy những người có các hạt vi nhựa trong mảng bám động mạch cảnh có nguy cơ bị đau tim, đột quỵ hoặc tử vong cao gấp 4,5 lần trong 3 năm tới. Các nhà khoa học khuyến cáo, dù hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể như thế nào, đều tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Ngoài ra, bệnh nhân có vi nhựa hoặc nano nhựa trong mảng bám cũng có lượng protein gây viêm cao trong máu. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin 18h30 hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên.